Video này à, chào mấy bác nha, thì chắc chắn video này khá dài nhưng mấy bác đừng có tiếc. Mấy bác đón coi từ đầu đến đuôi để đến khi mấy bác hỏi em bất ngờ thì em không thể nào mà em em nhớ được. Đó. thì mấy bác phải đón coi và mỗi một cái cách làm thì nó khác nhau nên mấy bác phải cố gắng đón coi. Thì đầu tiên trong video này em giải thích ra nó khoảng 3 phần. Phần đầu là em giải thích những con máy tô ngược và những con máy tô thuận nó khác nhau ở điểm gì và cái cách để mà đang tô tô này chuyển thành tô kia đấy, có nghĩa là mấy bác muốn hoán đổi cho nhau hoặc là như thế nào đó ví dụ đang tô thuận muốn thành tô ngược mà đang tô ngược và muốn thành tô thuận thì cần những gì đấy rồi cái chủ đề thứ hai thì em sẽ hướng dẫn mọi người cái cách để mà lên lửa đấy, lên lửa 430 cho cái dòng TD33 và cái này thì cái phần lửa em không nói nhưng mà phần về phần máy thì tu thuận và tu ngược thì nó như nhau hết nha còn cái phần đây, lửa này thì riêng cho TD đó rồi là phần 2 và phần 3 là em tâm sự một chút về cái mấy bác có thể làm được hay không đấy rồi thì đầu tiên em giải thích cho mấy bác thì trong cái quá trình em làm video công có nghĩa là uh, mọi cái là mình không để nó 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 uh, uh, nó đan xen lẫn nhau, có nghĩa là mình cái việc công ra việc công mà việc tư ra việc tư. Cái gì nó ra cái đó. Mọi người có thể ghét cái kênh này, uh, hoặc thù kênh kia, hoặc mọi người uh, tín đồ kênh này, tín đồ kênh kia, mọi người có thể yêu thích em và mọi người có thể yêu thích người ta thì cũng không nên vô comment như thế này như thế kia. Cứ comment lịch sự. Và trong video này thì em cố gắng em làm hết cái khả năng của một người thợ truyền đạt tối đa. Đó, truyền đạt tối đa nhất có thể đến mọi người nông dân. Đấy chứ em không có cái ý gì cả. Thì mọi người coi kỹ trong video rồi hãy comment cái này, comment cái kia và trên kênh em em không thích những người comment cái tên kênh của người khác vô kênh em. Đó là cái điều tối kỵ. Của một cái kênh YouTube. Thì em cũng nói rõ luôn, mọi người không tin kênh bên em là đa số hướng dẫn và kể cả máy cày em cũng hướng dẫn Mọi người vô kênh Máy Móc Vào Nông Nghiệp Chỉ cần bấm uh, như nào ta Sẽ đỡ được 10 triệu Mọi người kêu lên Youtube sẽ đỡ được 10 triệu Khi xem video này Cách chuyển ben uh, Cách uh, chế công tắc cho Máy cày, bên điện Những người mà họ coi họ alo em Họ kêu nhờ vào video của em Mà anh đỡ được cả 10 triệu bạc Không nói dối Nên là tùy vào mỗi người một ý kiến uh, Chứ mình không có vơ đũa cả nắm hay như này như kia nhiều anh kêu em dài dòng vật tự nhưng mà em phải giải thích vậy để mọi người biết là việc công ra việc công việc tư ra việc tư mình không cái việc công có thể là ví dụ như những cái việc này em thua hoặc là có những cái khác em phải thắng người ta đó là chuyện bình thường ví dụ em giỏi hơn người ta về lĩnh vực này về ví dụ như máy móc đi em giỏi hơn nhưng mà ví dụ chữ chiếc hay cái này cái kia em phải thua người ta thì sao đó là chuyện bình thường rồi rồi em có khách đến thôi em quên đến đâu rồi thì em quên rồi thôi việc rồi đầu tiên thì em giải thích mọi người một cái con máy tu ngược và một cái máy tu thuận nó khác nhau ở điểm gì nhá thì đầu tiên em sẽ bắn cho mọi người coi bởi vì những con máy này em lột hết dàn áo ra làm cho nhanh chứ cái kiến thức này là kiến thức cơ bản nhất của một người gần như là 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 là, là, là gần như là ai cũng có thể biết rồi đấy kiến thức cơ bản nhất của một người thợ rồi, thì gần như những người thợ mà mọi người hỏi thì gần như ai cũng biết hết á, chứ không phải là, là là em phải mở ra em phân tích cho nó rõ ràng đâu vô đó đâu. đấy. Nên là kiến thức cơ bản của một người thợ rồi. thì mọi người em sẽ hướng dẫn cho bà con nông dân luôn nha chứ em không có phải em không phải em không thiếu dụng cụ để mà làm nhưng mà em hướng dẫn cho bà con nông dân luôn nên là cái này em sẽ đóng bằng tay nha thì uh, chắc chắn một điều chắc chắn một điều là uh, có máy uh, tô thuận và tôi nghịch chắc chắn là nó khác lên hai điểm và có những con nó khác lên 3 điểm điểm ba chưa chắc thợ nào đã biết luôn nói thiệt nhưng mà một chỗ con thôi không nhất thiết nha Chứ nhiều anh không tin đây mọi người nhìn kỹ này nhìn kỹ em đóng vô lăng này đây, đặt một cái đầu tu như thế này Đấy, mình dùng một mũi khoan lớn đó mình mài nhọn dày đặt dày phải cầm nó hỏng lên nhá gõ rồi, ra rồi. ra rồi nhá đây cái đến em này cầm nó hỏng lên nha cho nó hư đây cho em vững điện thoại nha đất đai còn đầy luôn nha chứ không phải là tập bậy đâu nha nhiều anh kêu gỗ chắc mày nới là sẵn nhưng mà cũng có một chỗ đời vô lăng đây nha đây là con tu thận tôi nghịch này anh à, đây con tu thận à. thì cũng có một số đời vô lăng ấy. em đóng không ra em em cào nó cũng không ra nó bể luôn vô lăng là chuyện bình thường nha chứ không phải là tài giỏi hơn này đâu Ủa đừng nghĩ vậy đừng nghĩ ủ anh hướng là đóng ra không có đâu nhưng mà dù gì một người thợ làm nó vẫn đỡ hơn với một người dân thường họ quen tay rồi hàng ngày họ đóng thì đây đầu tiên cho mọi người so sánh em uh, vẫn nói là uh, cái dòng khác có cái dòng khác lửa nó khác nha là anh ráp có ngược anh ráp có chui vẫn nổ nhưng mà nổ không ngon một chỗ đời vẫn nổ nha em cam kết luôn vẫn nổ nhưng mà nổ không ngon nổ kiểu nổ khó chịu còn nếu như muốn ngon luôn thì phải làm kiểu khác nữa để em hướng dẫn mọi người cái cách để mà làm nó luôn Có yêu khó ý em là vậy đó thì mọi người cái gì cái nó công cái gì nó ra cái đó ý em là vậy đó hai con theo không đây là ngược nhá em đánh dấu lại bút xóa luôn đây để mọi người chốc phân biệt đây có chữ ngược nhé rồi bây giờ kê đến em cho mọi người coi cái cót dịch luôn cắt dịch nó thì gần như là giống nhau nhưng mà nó khác lên con chó thôi nhưng mà cái cắt dịch này thì chắc chắn là không sửa được nếu như có sửa được thì mọi người phải đi kiếm con chó chứ còn bình thường mà mọi người kêu rồi sửa được con con cái cái cắt dịch này mà sửa qua tua thận thì chắc chắn là không làm được chắc chắn luôn sẽ không làm được đâu nha đây một con đây mọi người để ý này rồi em mở luôn con kia luôn một số đời máy nó còn khác nữa nó ra vẫn ba bốn điểm khác nhau ấy. chứ không phải chỉ có ba điểm đâu một số đời nó khác hẳn nhau luôn chứ còn nhiều anh không va chạm nhiều không biết đâu nhưng mà em chỉ vắn tắt trong cái video này em chỉ nói lên ba điểm chính thôi Chỉ còn nó nhiều điểm khác nhau lắm Đây là cốt dịch à, thuận này Đầu tiên em cho mọi người phân biệt Cái cốt dịch thuận Đây mọi người cầm rút giày Là nó theo chiều này Thấy chưa à? Cầm giày rút dài Là cốt dịch thuận này Đấy đây Mọi người nhìn kỹ nha Cốt dịch ngược này Đấy thế chưa? À? cầm lên này Hai cái nó xe ra hẳn khác nhau Đây mọi người coi này Nó lại như thế này Thấy chưa à? Nó móc cái đầu về đây Cái này Móc về đây Đấy đây, nó máng để nó kéo cái kia ngược nhau rồi mọi người mà muốn thay đổi cái này thì mọi người phải kiếm nguyên cả cái con cóc trong đây này nó có con cóc phóng ra này mọi người lấy con của con tu thuận thả qua bên đây là một mọi người phải mở nó ra mở trong đây ra lấy cái lò xo trong lấy cái lò xo mà mà mà, mà cái dây thều đó, nằm trong á lật ngược cái cái đó lại và một điểm nữa có nghĩa là còn cái này thì có thể là sử dụng lại được nhưng mà nó hơi khó chịu. Nó khó chịu lắm, nó phải kéo, <laughs> khó chịu, nói chung là khó chịu. Làm phải thay cả cái này nữa đây. Cái phần này. Đấy, còn một số đời không thay đổi được luôn. Rồi, nói vậy thì cho nhanh. Một số đời mọi người nghĩ nó đúc hết nguyên cái, còn cái này thì nó rời dày thì thay đổi được này. Đấy, đó, nó rút ra được. Thì lấy cái bên đây, thảo qua bên đây là xong. Đấy. Còn chủ yếu thay đổi cái 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 cái, cái con cái, cái cái chó bung này cháo bung này đây là được và cái dây thèo trong cái gọi là cái cốt ấy á. Rồi. cái cốt ấy đây anh cốt này này Để phải mở ra xếp lại rồi ok kế đến cái phần mà gây cấn nhất á, thì nó lại nằm ở điểm này nên là dòng td này á, nếu như mọi người á, mà tu nghịch mà ráp thuận này vô không nổ chắc chắn luôn cho dù lửa gì cũng không nổ bởi vì tại sao đây cho mọi người coi hai cái vô lăng nữa này mọi người nhìn nó thấy chưa bây giờ nhá bây giờ nha em phải đặt cung chiều thì mọi người mình nhận mới ra mọi người nhìn thấy cái đường chốt la vét không Đấy, À, có điện thoại giờ này rồi được rồi để em nghe điện thoại đây vừa rồi em có điện thoại nhá rồi bây giờ tiện em đưa điện thoại xuống cho mọi người coi hai cái vô lăng nó khác nhau điểm nào bây giờ nhá em giải thích cho mọi người nghe luôn này đầu tiên em sẽ đây cái đường chốt lá vét đây mọi người nhìn kỹ cái đường chốt la vét đây này Đấy, đây là của con tô thận nhá chốt la vét nằm ngay vị trí đây đúng chưa Đúng, đường chốt này Đó, định vị với cái cốt đây nó đi xuyên tâm em sẽ vẽ cho mọi người coi luôn cho nó rõ ràng này đây là em bày nông dân mà đây đi xuyên tâm nhé ra đi xuyên qua cái tâm chính giữa em chỉ cần đi này đây này rồi chứ còn không cần phải ra đến đây đâu nha đây và con này là con tu nghịch em đi xuyên tâm cho mọi người coi đấy đây đường chốt này, thì tâm nhé, và đặt nó phải cùng mặt, thì mọi người nhìn một cái thì nó móc về chiều này, một cái móc về chiều này, một cái móc về chiều này, không? hai cái móc này này nó cũng không phải là quan trọng lắm, nhưng mà nó cũng quan trọng nữa, để nó còn giải nhiệt, nhưng mà ý em nói cái đó nó không liên quan đến tầm nổ. Những cái này thì nó không liên quan đến tầm nổ đâu, nhưng mà như này. Bây giờ nhá, mọi người để ý cái, cái vạch trắng này khi đi xuyên tim thì nó nằm ở vị trí này đúng chưa? Đấy. Đấy nằm ở vị trí bên đây. Còn con này thì nằm ở vị trí đây. Đấy, đây nhá. Thì có phải ráp vô bánh đà cùng nhau thì mọi người nhìn hai cái nó khác nhau chưa? Đây đây nhìn kỹ nha thì coi như cái đỉnh điểm này là cái cho điểm chốt la vét thôi chứ không phải là điểm nổ nha thì giờ em hỏi mọi người ví dụ cái máy của mọi người đang chạy đang chạy nhá ví dụ như bây giờ nó xoay cùng chiều với nhau thấy không xoay cùng chiều bây giờ mọi người tưởng tượng như cùng ráp vô với nhau thì có phải như thế này chưa đây ráp vô với nhau ráp vô máy như này Apple máy như thế này Đây mọi người nhìn kỹ là biết ngay Chứ bây giờ em giải thích là nó hơi khó Nhưng mà giờ như này đi Mọi người đếm đi Một cục 500 này Hai cục này Đến cục này là cục đuôi Thì nó có phải Đây là cục nghịch này Có phải nó quét qua cái cực lửa đó Nó quét qua khỏi mẹ rồi 500 nó qua khỏi điện rồi 500 nó quét qua khỏi Qua khỏi cái cục từ rồi Đây Nó quét qua đến điểm cuối rồi đấy qua hết rồi còn ví dụ cùng ráp với nhau cùng chiều mà đều bởi vì bố côn nó lòi ra ngoài này đấy thì có phải cái này mới bắt đầu quét qua ba cái này chưa có phải thằng này không được quét cái gì còn thằng này quét lại quét đủ bắt đầu quét từ cái điểm này đó là cái đơn giản nhất để mọi người thấy nó khác nhau ở điểm nào thì đơn giản thôi mọi người chỉ cần nhìn như thế này ra luôn dụ Mọi người hai cái vô lăng có thể thả được cho nhau hay không? Chỉ cần đặt thẳng mặt mình như thế này. Như thế này. Hai chốt la vét hướng tới trước, hai chốt la vét hướng tới trước, thấy chưa? Hướng tới trước thì mọi người nhìn 500 nó xếp có giống nhau không? Đây nó xếp này như này, một này. Đây đến vị trí đây, đến vị trí đây. Còn như ông nội này thì nó lại nằm lút trong âm phủ đây, đến cái này đến cái này đến đây hết mẹ này. Thấy chưa? cùng um chiều mà tại sao nam châm nó xếp khác nhau Đấy. thì bây giờ em nói mọi người nghe để mọi người đang muốn một con máy tô thuận để mà biến thành nghịch hoặc nghịch biến biến thành thuận thì đơn giản thôi làm lại đường chốt này mọi người dùng một cái dũa chỗ lại đừng chốt thôi ví dụ bây giờ nha bây giờ mọi người đang muốn biến cái thuận này à cái nghịch đâu cái nào cái nghịch cái nghịch này biến thành cái thuận thì bây giờ mọi người xếp đúng như thế này đây mọi người nhìn kỹ này thấy chưa à? xếp đúng vị trí đó chồng lên nhau như thế này hoặc là không cần gì luôn cái góc nổ nó có hết đây em chia góc nổ cho mọi người coi luôn đây nhá cái góc nổ của nó nằm vị trí đây này mình biết nó hình chữ V đó Đây này Đi xuyên tim Đi xuyên tim Đi vào vị trí đây Đây Tầm này Em vẽ không sai đâu Đấy Thì bây giờ có phải mọi người thay đổi lại Cái đường chốt live vét về vị trí đây chưa Dùng cái dũa Dũa lại cái đường này thôi Nhưng còn những cái cánh này thì không thay đổi được Mọi người thấy Nó quạt ngược Đấy Đây nhưng mà nó vẫn nổ nhưng mà nó quạt ngược vậy thôi đơn giản vậy đó. đây này nhìn kỹ này thế là mọi người chỉ cần tạo một cái đường chốt la vét vị trí đây mọi người có thể dùng dũa mọi người làm là ok không có gì khó cả đấy là với thay lại cái cót nữa là chạy nhưng mà không ngon tại sao không ngon tại vì nó nguồn hơi ngược thay vì nó thổi hơi ra thì giờ nó hút hơi vô nhưng mọi người sờ tay vẫn thấy nó mát nhưng mà lý do gì lý do đó là nó hút thay vì nó hút từ đường này nó hút từ những cái đường này này nó hút lên trên đây nó làm mát bốc côn nó hút đẩy ra đây ra đây thì bây giờ thay vì vậy thì nó hút ngược vô lại nó hút ngược vô lại trong đây rồi nó lùa qua bên đây thay vì vậy thì nó ngược lại thôi có gì đâu suy ngay ra luôn không? còn nếu như mà cái này mà ráp tua ngược thì mình vẫn để rin mình chạy thì nó vẫn quạt bởi vì nó chạy ngược mà thì nó vẫn nguồn lên nó mát như bình thường nguyên lý nó đơn giản vậy đâu có gì đâu khó cái đó là cái cách để mọi người nhìn cho nó rõ ràng đâu vô đó thì video mà em mà làm nó dài dòng quá thì nó cũng không hay thôi được rồi video đầu tiên thì em nói mọi người nghe vậy á và em nói nó cái cục lửa nó rất là nhiều đời nói thiệt rất là nhiều đời bởi vì nó đến cả trăm cả nghìn đời mấy cắt cỏ lận Đời này chắc chắn mọi người ra không bao giờ nổ Những dân thợ là sẽ biết nó không nổ Đấy Và cái thứ hai nữa Chắc chắn là không bao giờ nổ nha Với cái vô lăng này Vô lăng ngược dày Thả vô Ném cái cốt dịch thuận vô Em nói thiệt nha, Dịch cơ nào không bao giờ nổ em dám cam kết vậy luôn nếu như anh nào làm nổ được em mới khen tài ngoại trừ như ngoại trừ nha ví dụ ngoại trừ nha nó vẫn có ngoại trừ chứ không phải không không cần can thiệp vô vô lăng không cần can thiệp đâu nhưng mà người ta, người ta can thiệp vào phần khác ví dụ em đang ví dụ vậy thôi chứ còn nhiều nhiều khi mọi người không tin bây giờ hai con máy này là nó đều giống nhau cả nó không khác nhau đâu bởi vì nó nó là một rồi đó. nó chỉ khác nhau điểm đó thôi đây Rappo Đang ví dụ vậy nha Đây Ví dụ Nó bắt buộc nó phải, Cái máy này tua nghịch vậy mà à, Tua như này đúng không Kéo như này Là nó quay ngược, ngược, theo chiều này Để mà nó buồn đúng không Thì thay vì vậy Người ta sẽ rời cuộn lửa Đông Có nha Chứ không phải không đâu thay vì cuộn lửa nó đặt trên đỉnh như này nó nó không nổ đúng chưa đúng chưa nhưng mà bây giờ anh đặt đúng cái góc nổ của nó đặt về vị trí đây đi nổ chắc luôn đó là điều chắc chắn đó là điều chắc chắn chắc chắn nó sẽ nổ anh ráp tu cái cót này vô và phải nổ này bởi vì đúng thì của nó nó phóng điện là nó phải nổ đó là trăm phần trăm những người mà nhìn thấy như này là hiểu thôi Đấy, có nghĩa là vậy Và em nói nốt cho mọi người nghe Nhiều khi em không có tính em nói dốc Không phải là em nói chạm Mọi người vô kênh máy móc và nông nghiệp Mọi người có thể vô đó coi Em tương lai em sẽ Đưa nguyên một đường điện xe máy Em đưa vô những con máy cắt cỏ luôn Em thừa sức đưa luôn Và chạy ngon luôn Nhưng mà nó hơi rùm rà đó là thú thực thực sự là vậy đó chứ không phải là em không làm được đâu làm được hết đường nguyên một được cái đường điện xe máy đưa vô mấy cắt cỏ được luôn Đấy. và kể cả những cái cục năm trăm này không có từ luôn nếu như mà mọi người thách thức nha mọi người kêu tao thách mày làm trên game này không có từ không có gì hết đó. trên cái này không có từ gì hết mà mày làm nổ được con máy em làm nổ được nói thiệt á chứ còn không phải em lại dốc đâu muốn cá độ với nhau đúng không bỏ ra 20 triệu chơi ngay em sẽ làm video chứng minh hết toàn bộ những cái này em đưa nướng hết hoặc là em cho mất từ hoàn toàn hoàn toàn em làm cho mất từ hết nha em dám cam kết em nói được em làm được đó nếu như dám chơi chơi luôn đấy mất từ hoàn toàn em ráp nguyên một đường điện xe máy vô em làm nổi nếu như có kiến thức về xe máy, hiểu về điểm đánh lửa, hiểu về cái tầm nổ và hiểu về nguyên lý của những cái IC này, cục kích này, hiểu về nguyên lý của cục kích này, hiểu được nguyên lý của IC này, hiểu được nguyên lý của những cái đường điện, dây gì chức năng gì của nó, là mình sẽ làm được nó. nói thiệt, chứ nhiều anh kêu đổ chắc thằng này nó dốc nó thiệt luôn em thề danh dự nếu như khả năng của em em làm thừa sức và kể cả con máy này đang xài một động cơ em qua hai động cơ vô tư chạy chỉ một vô lăng làm được và nếu như không xài đến vô lăng em chung chỉ cần dùng một cái bánh chớn thôi không cần từ gì luôn Rồi, thả vô chạy với cái kiến thức của em nha không hạn chế không hạn chế nha em làm được mình suy thôi là nó ra đó là nói thiệt nha chứ không phải nói gì cho nhiều anh không tin nhưng mà làm rất là tốn thời gian có thể là tốn đến bốn năm ngày năm sáu ngày rồng rã mới làm lên được một con đó mà nếu như lật qua đến hai động cơ ấy, thì nó quá tốn thời gian gần như mình không thể nào mà có thời gian để mình lo được cái chuyện mà lên hai động cơ với nhau như thế này như thế kia nhưng mà em đã ấp ảnh ủ cái kênh Máy móc và nông nghiệp rồi tương lai em sẽ nghỉ nghỉ bớt đi một kênh em sẽ bây giờ em sẽ làm kênh bên đó thành một kênh phục chế và em sẽ chuyển những cái con máy này em sẽ làm dần khi nào mà mình có thời gian thiệt sự thì mình sẽ cố gắng mình làm những cái phần này Đấy. và sẽ có những cái mô hình làm không cần luôn không cần vô lăng không phải là không cần vô lăng phải có vô lăng để nó còn quay quá quán tính nhưng mà không cần vô lăng từ này luôn em làm được luôn đấy áp dụng theo đúng lửa của xe máy ráp vô nổ mấy cách cỏ mọi người cứ đón coi nhưng mà từ từ nha không hứa trước đấy chứ còn mọi người không tin lời em cứ đăng ký vô cái kênh đó rồi sau này mọi người sẽ thấy chứ còn bây giờ mà mình nói thời gian mình nó không có nổi để mình lo những công chuyện đó bởi vì mình hiểu về cái đường điện của xe máy là mình sẽ làm được nó rồi thì nhắc nốt về đường điện của xe máy thì cái nguyên lý của một cái xe máy ấy, thì nó cũng gần lên đến đỉnh là nó phóng kích có nghĩa là nó báo lên cục kích cục kích bắt đầu phóng lửa không phải phóng lửa lửa cục kích bắt đầu báo một tín hiệu nhỏ thôi cái nguồn của nó chỉ có mấy ôm thôi 8 ôm thôi nó báo lên cục IC là cái vô lăng đã quay đến cái điểm kích rồi mày phóng điện xuống cho tao thế là cái cái mô bin sườn ấy, nó phóng điện xuống. Đấy, thì bắt đầu nó cháy nổ thôi. Nguyên lý nó rất là đơn giản, nó không khó đâu, thậm chí nó còn dễ hơn cả mày cắt cỏ luôn. Đấy, chứ cũng không phải là gì. Và cái động cơ của xe máy ấy, thì nó lại có một cái ưu điểm nữa, cái dòng IC của nó ấy, một số đời nó còn có những cái cảm biến hoặc là nó còn có kiểm soát của vòng tua. Lên tua nhanh lên đua nhanh nha, là nó đánh lửa sớm tua chậm đánh lửa trễ Nên nó còn có ưu điểm vậy nữa đấy mọi người phải hiểu được đánh lửa sớm và đánh lửa muộn luôn đấy. chứ không phải nói dài dòng văn tự đâu thì có nghĩa là ý em là cái khả năng của em là đủ khả năng làm chứ không phải là không nhưng mà nó lâu đấy chứ không phải là thách thức lẫn nhau như này như kia ý em là vậy đó chứ còn không phải là em làm lên để em được cái này được cái kia bây giờ ai dám thách đâu nhưng mà mình làm được, mình nắm được nó Đấy. Các dây chức năng của nó là mình làm được Rồi trong cái cảm biến của một con xe máy Nó nhiều cảm biến lắm Giờ trên một con xe máy nhờ, Em đếm sơ cho mọi người nghe những cái cảm biến này này Cảm biến oxy này Cảm biến góc nghiêng này Cảm biến oxy này, nhà nằm ngay cái cổ bô Cảm biến góc nghiêng này Nằm đa số nha Đa số nha, cảm biến góc nghiêng Là đa số nằm ở những con xe ga nên tại sao dòng xe ga cứ ngã xuống là tắt máy. Đấy, rồi cảm biến cảm biến cảm biến bướm ga. Những cái phần đơn giản cảm biến bướm ga. Là ba cái cảm biến. Nó nhiều cảm biến lắm, bây giờ em nhớ cũng nổi bởi vì bây giờ đang ngồi này mà nhớ không 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 nhớ nổi. Rồi cảm biến nói chung nhiều cảm biến, lắm. trên một con xe máy nó nhiều cảm biến lắm, bây giờ nhớ không nổi. Thực sự những cái đời đó em không được học và em cũng không làm được nói rõ nhưng mà những cái đời mà phổ thông như hồi xưa quay cấp rim riết hoặc những cái xe đơn giản thì khỏi <laughs> cần một phát luôn thiệt á thì mọi người không tin lời em nha cái, bây giờ như này đi cứ lấy mấy con ẹt 150 á đúng ẹt 150 50, hoặc ẹt 155 VVA mọi người cứ nghiêng nó ra đi nghiêng hẳn luôn á chứ không phải nghiêng nghiêng theo kiểu chân chống nghiêng thì em không nói mà nghiêng hẳn là là xe tắt máy nó có một cái cảm biến góc nghiêng đó. hoặc những cái tay ga mọi người cứ nghiêng máy đi để nó làm cho an toàn còn ví dụ ở cái chế xăng của nó là nó còn có một cái cảm biến khi mọi người kéo tay ga là cái cảm biến nó lên theo người ta gọi cảm biến bướm ga khi mình lên là nó sẽ phóng điện có nghĩa là nó nó sẽ báo lên IC để mà mình mình lên nó nó biết à thằng này kéo qua lên từng đó vòng tua từng đó rồi là tao sẽ đánh lời sớm hay lộn muộn luôn đó là thật sự là vậy chứ không, không, phải là em nói gì đó là tùy và mọi người thôi không có dài dòng văn tự đâu chứ còn nhiều khi nói nó mông lung lắm nhiều anh tin thì mình cũng chỉ nói sơ vậy thôi chứ còn bây giờ mà chủ đề đang mấy cách cọ mà nói về xe máy thì mất công bị anh chửi mấy anh xe máy vô chửi nè chết mẹ mà em không biết nha nói trước em chỉ biết sơ vậy thôi em chỉ làm được cúp rim này quay này si này ẹt này và uh, những cái đời trước đó thì em làm được nhưng mà qua phun sáng tử thì em không đủ trình độ thiệt đó là nói rõ ràng vậy quan điểm em em đến đâu thì em chỉ biết đến đó thôi còn những cái phần cảm biến đó là em biết à, vậy thôi rồi ok cảm ơn mọi người đã coi video rồi em sẽ quay lại chuyên đề 2 làm về cái uh, cái gì ta uh, lên ấy đi chứ còn bây giờ phải chia ra video rồi